Rồi, đây là phi trường Las Vegas. Một góc của phi trường Las Vegas. Cái thành phố Las Vegas này là cái thành phố cờ bạc hợp pháp. Cái ngành ở thành phố này thì cái ngành công nghiệp cờ bạc là lớn nhất. Đây là thành phố này nó nổi danh là trung tâm cờ bạc của thế giới. Cho nên ở đây người ta xây những cái sòng bài rất là lớn. Ai mà thích đánh bạc là đến đây là coi như thiên đường rồi. Ở đây là dân, những dân cờ bạc mà thuộc loại gọc trên thế giới là họ đổ về đây để họ đánh bài. Mình có thể thấy cái qua cái khung kính cái thành phố nó nằm ở bên, những cái sòng bài nó nằm ở bên ngoài thị trường. Mình có thể nhìn thấy qua cái khung kính đây. Phía đằng xa kia là cái khu vực này người ta gọi là The Street. Cái con đường Las Vegas này nó có những cái khách sạn và sòng bài. Đây quý vị thấy những cái quy định đó là những cái khách sạn với những cái sòng bài. Ở đây có cái một cái sòng bài nó lớn, nó nhìn giống như cái kim tự tháp ha. Sòng bài này như nó gọi là Excalibur. Mình thấy còn cái building này là Mandalay Bay. Nếu mà ai mà coi mấy chương trình Thiên Nga Paris đó, Paris by Night đó, thì thấy họ cũng hay quay trình diễn những cái show ở đây. Building màu xanh xanh đó là MGM Grand đó, là nơi thường thường. Nơi này cũng là một cái sòng bài với khách sạn. Mà nơi này nó cũng có những cái thường hay tổ chức những trận đấu quyền Anh mà nổi tiếng của thế giới. Những cái võ sĩ mà hàng đầu của thế giới là họ hay tổ chức đấu nhau ở đây. Vì đấu ở đây là vừa bán được vé cho khách hàng coi mà cũng vừa bán được những cái cá độ cho những ai mà cá độ thì cũng sòng bài này nó cũng nhận luôn. Cái chiếc máy bay nó mới vừa tới tắt vô. Thấy cái thị trường này nó cũng chỉ là cái thị trường hạng trung của Mỹ thôi, nhưng mà nó cũng lớn lắm. Mà khu vực này là dành cho hãng máy bay Spirit, còn những cái hãng máy bay khác thì mỗi cái hãng nó có một cái khu vực riêng của nó, giống như cái khu vực bên đây là của một cái hãng khác. Từ đây mà đi qua đó chắc cũng mất cả nửa tiếng. Đây cái khu vực khác của phi trường đó. Cái phía bên này là dành cho hãng máy bay Allegiant. Ở đây ngay trong phi trường này cũng có đặt máy đánh bạc nha. Đây là cái thị trường duy nhất trên nước Mỹ mà người ta có đặt máy đánh bạc ngay trong thị trường luôn. Khách đến đây chờ đợi, trong lúc chờ đợi máy bay á, có thể ngồi ở đây mà bỏ tiền để đánh bạc, để mình đánh thử một cái coi. Mình cũng không phải là dân đánh bài, cũng chưa giờ dùng những cái máy này, bữa nay sẵn dịp bỏ tiền để đánh thử coi biết đâu trúng. Cái máy này mình có thể chơi 50 sen, 100 sen, cái lầm cầm 150, 500 sen là 1 đồng, có đồng để đánh thử. Chọn 1 sen, nhấn 50 sen, đánh một lần 50 sen thử. Nếu mà trúng thì nó sẽ báo cho mình biết, mà nó ở dưới đây nó sẽ ra tờ giấy, mình dùng cái cầm cái tờ giấy tới chỗ thâu ngân để lãnh giải thưởng, lãnh tiền, đánh thêm là 50 sen nữa, nhấn nút lên cái thấy im ru là chắc thua rồi. Cái máy nó làm rất là đẹp phải không, mà đánh cũng tiền thì cũng chơi ít ít thôi. Nhưng mà cái ít ít đó mới là nó dụ người ta. Mình thấy có 5 sen, 10 sen, 1 đồng, 2 đồng vậy đó. Chơi một hồi cũng sạch túi. Ở đây là đang xuống xếp hàng tính tiền. Ở Mỹ này cứ hễ nơi nào mà có 2 người trở lên là người ta đều đứng xếp hàng chờ tới lượt mình. Chứ không có chèn lấn, không có cắt ngang người khác.
nhớ hồi có lần tôi về Việt Nam đi mua đồ thì mình cũng ra đứng xếp hàng chờ tới phiên mình, thấy có người đang đứng tính tiền đằng trước mình cũng đứng chờ. Ai ngờ đâu đứng vừa chưa kịp tới mình cái người khác chen lên, họ hết người này chen lên tới người khác chen lên, họ cứ cắt ngang mình, họ lên là đứng trước mình. Cuối cùng mình không biết sao mình cũng phải canh chừng, hễ vừa người trước vừa xong là mình giọt lên mình tính tiền luôn.